Ngày mai á, thì mình sẽ xem trận đấu giữa Bỉ và Romania. Mình sẽ tạo một cái mini game cho các bạn chơi. Sau khi trải nghiệm đá phổi tại Nekoso, bây giờ mình sẽ lên đường đi Đức để xem Euro. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái trải nghiệm thú vị trong lần này. Các bạn hãy cùng theo chân mình nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của mình. Bây giờ hãy cùng mình đi từ Anh sang Đức xem nó sẽ như thế nào nha. Lúc này là mình đang có mặt tại sân bay Nekoso và đây chính là trải nghiệm thú vị đầu tiên của mình. Việc làm thủ tục ở đây rất là nhanh gọn và hầu như là hoàn toàn tự động. Mình xem bản chỉ dẫn và ra đúng hãng bay để làm thủ tục check-in. Sau đó chỉ việc đi lên bên trên qua một cái máy quét mã tự động là vào được bên trong rồi, không cần phải ai ra để kiểm tra lại hộ chiếu cả. Vào đến bên trong rồi thì việc tiếp theo là mình sẽ xem bản điện tử hướng dẫn để biết xem cửa ra tàu bay là cửa nào. Bây giờ mình xếp hàng qua đoạn kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay. Lúc này mình thấy cái máy của họ nó giống như một cái tàu vũ trụ đó các bạn, cũng không cần phải bỏ dép ra ngoài khi soi chiếu. Qua khu vực kiểm tra an ninh, bây giờ mình đang đi ngang qua khu bán hàng miễn thuế, một sự sắp xếp khéo léo của sân bay để du khách có thể dễ dàng quyết định mua quà về cho người thân nếu có nhu cầu trước khi lên máy bay. Giờ thì xếp hàng và ra cửa lên máy bay. Theo như mình để ý, tất cả những người già hay những người cần giúp đỡ đều được ưu tiên đi trước. Sau hơn một tiếng di chuyển thì mình đã có mặt tại sân bay Düsseldorf nước Đức. Và công việc tiếp theo của mình khi mà đến một vùng đất mới đó chính là phải tìm hiểu cái phương tiện công cộng nơi đây, làm quen với nó và tìm cách về khách sạn. Khi đến một vùng đất mới, tìm hiểu, làm quen với hệ thống giao thông công cộng, các ký hiệu nơi đây chắc chắn sẽ là một khó khăn không hề nhỏ. Các bạn nhớ là phải chuẩn bị trước sim điện thoại để có internet tìm đường về nơi ở nha. Như mình đây, được một người Anh chỉ cho chọn hãng eSIM du lịch cực kỳ tiện lợi luôn. Bay từ Anh qua Đức và các nước châu Âu là vẫn dùng bình thường, không cần phải thay sim mới gì cả. Có internet, mình lên định vị nơi ở, sau đó Google sẽ hướng dẫn chúng ta tìm phương án về hợp lý nhất, cập nhật theo từng phút luôn. Thấy bản đồ đề xuất phương tiện có cái logo chữ S màu xanh lá cây, bây giờ thì cứ đi theo bản hướng dẫn và tìm thôi các bạn. Và ra đến ga tàu này rồi thì bây giờ là tìm cách để mua vé. Lúc này thì cũng khá là phức tạp một chút xíu đó các bạn, nhưng không biết thì chúng ta có thể hỏi, nên nếu như các bạn có tiếng Anh sẽ rất là lợi thế. Không thì cứ dùng sim điện thoại và lên Google dịch thôi, không sao các bạn ơi. Đây là lúc mình vừa đến một nhà ga mới để tìm cách chuyển một tàu khác nối chuyến về nơi ở. Mới nãy ở sân bay thì chưa thấy không khí Euro nhiều, ra đây thì các bạn xem nha, rất đông các cổ động viên với trang phục cổ vũ đa dạng và cảnh sát thì cũng rất nhiều. Ngoài trang phục của những nước tham dự giải đấu Euro lần này, thật thú vị khi còn thấy một cổ động viên mặc áo có logo cờ Việt Nam. Sau một khoảng thời gian mò đường đi về cái chỗ mình ở thì mình cũng đã sắp đến nơi rồi. Bây giờ để mình quay cho bạn xem rồi sau đó vào trong phòng của mình xem nó như thế nào nha. Khu vực này thì gần với lại sân vận động Kolos Stadium. Ngày mai thì mình sẽ có vé để vào xem trận đấu giữa Bỉ và Romania. Sau một quãng đường dài thì cuối cùng mình cũng đã về đến cái phòng của mình. Bây giờ để mình quay cho bạn xem là cái phòng mình đặt nó như thế nào nha. Mình đặt phòng này qua app Airbnb với mức giá ở đây là tầm 90 euro. Chỗ này cách sân mình đi xem chỉ tầm 20 phút đi bộ thôi nên cũng rất tiện. Tuy hơi mắc một chút xíu nhưng riêng tư và đầy đủ tiện nghi. Anh chủ hộ lại cũng rất là tâm lý, mở sẵn những trận đấu Euro đang trực tiếp cho mình xem. Như lúc mình đang quay cho các bạn là đang diễn ra trận đấu giữa Pháp và Hà Lan. Bây giờ để mình chia sẻ thêm một cái mẹo nhỏ khi mà các bạn đi du lịch hoặc là đến những cái thành phố lạ nha. Nhớ phải mang theo này. Đó. Đây nè. Các bạn biết gì không? Đó chính là những cái đồ ăn liền mà các bạn có thể pha ra bạn luôn. Thực ra thì nếu như các bạn không mang theo cũng được. Nhưng mà như mình đi, dù giờ đến đây đi một cái quãng đường rất là mệt rồi. Mà để mà mò đi ra ngoài hoặc là lên trên app đi tìm những cái đồ ăn ở một thành phố lạ thì nói chung cũng được thôi. Nhưng mà nó sẽ
rất là tốn thời gian và nó cũng khá là khó. Thì sau một chuyến đi dài, giờ có đồ ăn liền thôi. Ngày mai á, thì mình sẽ xem trận đấu giữa Bỉ và Romania. Mình sẽ tạo một cái mini game cho các bạn chơi cho vui nha. Và phần thưởng cho bạn dự đoán đúng là quả bóng Joker Impact nha. Bữa giờ nghe nói anh Lukaku làm bay sổ đỏ xe máy của các bạn hơi nhiều phải không? Để tối nay mình đi xem trực tiếp xem như thế nào. Còn game mini dự đoán tối nay thì các bạn vào đoán xem là Lukaku hay ai sẽ là người mở tỷ số cho đội tuyển Bỉ. Số phút ghi bàn chính xác hoặc là gần đúng nhất là bao nhiêu. Và nhớ là like share bài viết này, tag tên ba người bạn để cùng tham gia cho vui nha. Chúc các bạn chơi game vui nha. Bây giờ thì mình phải tranh thủ ăn, sau đó nghỉ ngơi để lấy sức, ngày mai đi xem đá banh và review những cái thứ hay ho cho các bạn xem nữa. Cảm ơn Soccer và những nhãn hàng đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi lần này nha.